Chào tất cả các bác vào phiên chiều của em nhé. Chiều thì em có dân họ mới đi lấy ít thôi ba các bác. Vẫn là thích sưu tầm hàng trâu hay là hoàng nhạn nào thì các bác cứ liên hệ qua em nha. Em sẽ đến đơn hàng đầu tiên là cây trâu nguyên bản là một cây này. Đó, một cây này em để giá 100k. Em tặng một cây lá mít giống này luôn. Vẫn là chốt hình đầu tiên. Sang hình số 2 là 4 khúc nguyên bản tay cây to. 1 cây, 2 cây, 3 cây, toàn cây to luôn nha các bác. 4 cây, 200k, hình số 2. Hình số 3 là rất là nhiều cây luôn các anh chị nhé. Rất là nhiều cây, toàn cây đẹp này. Một góc 2 cây này, cây số 2 này, cây số 3 này, cây số 4 này, cây số 5, cây số 6, cây số 7 này. Bao đẹp cho các anh chị luôn. Đó, góc chi chít như thế này. Toàn hàng đẹp, em để giá 200k, hình số 3. Hình số 4, hình số 4 là cây lá mít đang nụ nha. Đang nụ trắng hiếu luôn. Đó, đây nụ của nó này các bác này. Cây lá mít siêu đẹp, cây to. Đó là chốt con này 250k. Em tặng một cây lá mít nguyên bản nhỏ này luôn. Đó, con này đang ra nụ rồi nhá. Bác nào thích sưu tầm hàng có nụ này, bác nào chốt hình số 4. Hình số 5 là cây cực kỳ khủng luôn các bác này. Cây này về các bác sổ hoa nhá. Về các bác sổ hoa, cây này đang ra hai ngồng hai nụ này. Cây này đang ra hai nụ nha. Để biết mặt hoa này có đẹp không. Nhưng mà về các bác cứ sổ đi. Châu hàng chuẩn rừng buôn đôn luôn. Đó, cây châu bao đẹp, siêu đẹp luôn này các bác này. Siêu to khổng lồ. Đó, siêu to khổng lồ này. Cây rất là to. Bắt đầu chốt con này em để giá là 800k. Con khủng này đang hai nụ nhá. Về các bác sổ mặt hoa nha các bác nhá. Biết đâu mặt hoa nó trắng thì sao. Đó, thường thường cây như thế này là mặt hoa cực kỳ rất là đẹp luôn các bác này. Đó, cây này là 1, 2 đây, 1, 2, 3, 4 cặp lá luôn. Là cây cực kỳ khủng luôn. Cây này quá khủng, quá đẹp luôn các bác nhá. Đó, quá khủng, quá đẹp. Bắt đầu chốt hình hàng khủng như thế này. Hình số 5, hình số 6, 1 cây, 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây và 5 cây. Đó, 5 cây to to như thế này, 200k hình số 6. Hình số 7. Hình số 7, 1 cây, 2, 3, 4, 5, 6. Cái nhạn này rất là đẹp này, 6, 7, 8, 9, 2 cây luôn. Bắt đầu chốt hình này em để giá là 150k, 150, 9 cây này. Đó, bắt đầu chốt hình này 150 nhá. Bắt đầu chốt hình số 7, hình số 8 là hai cây nhạn một cây này, cặp này rất là đẹp. Hai cây này, đó, hai cây này bắt đầu chốt 120 nha. 120k hai cây to này, cặp này là rất là đẹp luôn. Bên cạnh còn có cây nhỏ bên cạnh này nữa này. Đó. Bắt đầu chốt hình 8, sang hình 9 là cây trâu tiếp theo này. Đó, một cây, hai cây và ba cây xà rẻ cho các bác luôn này. Đó, xà rẻ cho các bác 320k. Cây to luôn. Đó, em chỉ có đơn hàng đấy chiều nay thôi. Dân đi lấy về ít thôi. Đó là chốt đơn nào thì cứ qua số em nhé. Em xin chào tất cả các bác vào phiên chiều.